Thưa quý vị, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 đến 16 độ Vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ mạnh. Trong ngày và đêm nay, 14 tháng 9, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Và thưa quý vị, trước những diễn biến của thời tiết, chúng ta không chỉ chủ động trong việc canh tác sản xuất nông nghiệp mà cũng cần phải chú trọng công tác an toàn về điện cả trong sản xuất lẫn sinh hoạt hàng ngày. Chỉ trong ngày hôm qua, chúng tôi đã ghi nhận được đến 2 vụ tai nạn chết người do điện giật vô cùng thương tâm. Tối ngày 13 tháng 9, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường vụ điện giật khiến một nam bảo vệ chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị xã Dĩ An có trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Nạn nhân là anh Lê Thành Tấn, 24 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An. Theo đó, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, anh Tấn đứng bên ngoài để đục đường, đề phòng khi cúp điện có thể giơ tay vào trong kéo cửa cuốn tầng hầm lên. Khi đục tường xong, anh Tấn đứng ngoài, giơ tay vào trong cầm sợi dây xích của cuốn để kéo thử thì bất ngờ bị điện giật, khiến anh này ngã ngửa ra sau. Sau công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định trên dây xích cửa cuốn có bị nhiễm điện. Được biết chiều tối qua tại Bình Dương có mưa to. Tương tự, cũng vào tối ngày 13 tháng 9, nam học sinh lớp 11 Lê Đình Lộc, 17 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ở trong nhà mình, ngay góc giao lộ Dương Văn Nga, Chu Huy Mân, thì trời mưa, em Lộc ra đóng cửa cổng. Khi vừa cầm vào cánh cửa sắt, em Lộc bị điện giật. Lúc sau, người nhà phát hiện đưa em Lộc đi cấp cứu nhưng do điện giật nặng nên không qua khỏi. Công an phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà đã đến điều tra nguyên nhân. Qua khám nghiệm, phía trước căn nhà được rào bằng khung sắt, cánh cửa cổng bằng sắt. Gia đình đã luồn một sợi dây điện của máy quạt vào trong khung này. Nhưng do sợi dây điện đã bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng chạm vào khung sắt, khi em Lộc ra đóng cửa là thời điểm có điện nên bị giật. Chuyển sang những thông tin nóng được phóng viên chúng tôi ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, chỉ trong ngày hôm qua ở địa phương này đã xảy ra nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận. Đầu tiên là sự việc một chiếc bao tải bị rơi xuống đường tại ngã tư Trần Phú và Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch Giá. Có nhiều tin đồn cho rằng sau khi bao tải này đã bị một ô tô cán ngang qua và lộ ra xác thai nhi bên trong. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn thất thiệt thưa quý vị. Chưa kể, người ta còn đồn đoán không chính xác về người phụ nữ chở bao tải này. Ngày hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã có thông tin chính thức xác minh rõ vụ việc. Mời quý vị cùng tìm hiểu ghi nhận sau. Theo thông tin từ cơ quan công an, người phụ nữ làm rơi thi thể thai nhi trên đường Thanh Hương. Người này từng làm từ thiện chôn cất thi thể thai nhi bị bỏ rơi trong bãi rác. Vào sáng ngày 13 tháng 9, tại bãi rác cầu số 3, xã Vĩ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, một công nhân phát hiện thi thể thai nhi ở bãi rác và đã điện thoại cho bà Hương đem về chôn cất. Tuy nhiên, trong lúc chạy xe đến ngã tư Trần Phú, Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, không may bao tải bị rơi xuống đất để lộ ra xác thai nhi, làm nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh, quay phim khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ, gây mất an ninh trật tự. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong túi chỉ có một thi thể thai nhi, chứ không phải ba thi thể như thông tin dư luận đã đưa. Và vụ việc tiếp theo cũng tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vào chiều qua, tại sân chung cư 444 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, người dân đã tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam thanh niên rơi xuống mặt đất. Theo bảo vệ chung cư cho biết, thì trước khi rơi xuống sân, thi thể nạn nhân đã rơi xuống mái tôn nhà cách mặt đất 3 mét. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là thi thể nạn nhân không có vết máu chảy ra, chỉ có máu dính đã khô trên người. Nhiều nghi vấn cho là nam thanh niên đã bị chết trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định tên Ngô Hán Vân, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Một điều gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra là tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc có tổng cộng 243 căn hộ, trong đó có hàng chục căn còn bỏ trống do chưa có người mua, nhưng hiện chỉ có camera quan sát tại khu vực để xe, còn các lối đi thang máy đều không có hệ thống giám sát. Chúng tôi sẽ thông tin rõ vụ việc khi cơ quan cảnh sát có kết quả điều tra cuối cùng. Còn bây giờ quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với một sự việc nóng khác vừa xảy ra vào sáng nay ở huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hường, năm nay đã gần 60 tuổi, qua nhà người con trai vừa đi làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh trở về, thì bàng hoàng phát hiện con trai cùng con dâu đã tử vong. Hàng xóm xung quanh không khỏi xót lòng trước cảnh người mẹ tuổi gần đất xa trời, bỗng nhiên phải đưa tiễn con mình đi trước. Vì sao nên cớ sự này, phóng viên chúng tôi đã kịp thời có ghi nhận sau. Sáng ngày 14 tháng 9, Công an huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Danh tính hai vợ chồng được xác định là anh Hoàng Đức Nhật sinh năm 1985 và chị Trần Thị Phương sinh năm 1996. Cả hai được người nhà phát hiện nằm chết trong nhà bên cạnh có chai thuốc trừ sâu.
Hàng xóm gần nhà anh Nhật cho biết vợ chồng anh thường đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh và mới về nhà được vài ngày. Thời gian gần đây hai vợ chồng nạn nhân nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Được biết vợ chồng anh Nhật hiện có một người con trai 3 tuổi. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt kiểm tra hiện trường và xác định đây là vụ tự tử. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc, ba ngư dân là lao động làm thuê đã bị một nhóm đối tượng bắt cóc, hành hung rồi tống tiền. May mắn là tính mạng của họ vẫn còn nguyên vẹn trở về sau khi người nhà gửi tiền chuộc. Hiện các đối tượng gây án đã bị bắt tạm giam. Cụ thể, các nạn nhân gồm Ngô Văn Điểm, Hứa Văn Quyện và Hứa Văn Đô, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Trước đó, ba người này được Nguyễn Thanh Đức giới thiệu đi đánh bắt thủy sản cho tàu mang hiệu Ngọc Sang tại xã Bình Thắng. Sau khi thỏa thuận, cả ba đã được chủ tàu tạm ứng mỗi người 20 triệu đồng để gửi về cho gia đình. Nhưng sau khi tàu xuất bến được khoảng 10 ngày, Điểm, Quyện và Đô không tiếp tục làm trên tàu Ngọc Sang mà chuyển qua tàu khác đi vào cảng Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Biết được thông tin, chủ tàu Ngọc Sang đã thông báo cho Giáp Thanh Hưng biết sự việc. Sau đó, Hưng cùng Nguyễn Thanh Đức, Bùi Hồng Thái, Giáp Chí Hiếu và Trần Lê Anh Khang thuê xe ô tô đi đến cảng Vàm Láng tìm gặp Điểm, Quyện và Đô, gây áp lực, chở họ về nhà Hưng tại xã Bình Thắng cho người canh giữ và đánh đập. Các đối tượng buộc ba người gọi điện thoại bảo người nhà gửi tiền cho Hưng, mỗi người 30 triệu đồng thì mới cho về, tức là các đối tượng chiếm đoạt của mỗi người 10 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng gây án trên vì can tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Có câu đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng một đời không ai khổ bằng cha, để nói về công đức sâu dày của hai đấng sinh thành. Và chính vì thế mà ai còn mẹ, xin đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đó là những câu nói mà người Việt Nam chúng ta hay truyền cho nhau để nhắc mình làm người phải biết đặt chữ hiếu lên làm đầu, đúng không Hải Vân? Vâng, đúng vậy Minh Phương. Cha mẹ tuy có ra sao hay có rầy la chúng ta thì cũng là vì tình thương. Thế nhưng mà tại Bình Dương, một người con trai chỉ vì trong lúc cãi nhau với mẹ đã không giữ được bình tĩnh, khiến người mẹ bị trọng thương, thưa quý vị. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 9 tại một căn nhà nằm trên quốc lộ 13, phường Lấy Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người dân sống trong khu vực nghe tiếng cãi vã xảy ra tại căn nhà trên. Khi mọi người qua thì thấy người phụ nữ bất động dưới nền nhà, trên nạn nhân có một vết cắt trên cổ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Theo người nhà nạn nhân, người con trai xảy ra mâu thuẫn với mẹ khiến hai người lời qua tiếng lại. Lúc này, người con trai có cầm dao trên tay nên đã quơ trúng cổ người mẹ. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc, người con trai có dấu hiệu không tỉnh táo. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.